Thật sự là tôi còn lo coi, tôi quên viết xuống những gì mình đã quan sát. Tôi nghĩ là khán giả theo dõi chương trình này, yêu thích chương trình này cho tới cái ngày hôm nay, đa số tôi tin chắc là những người đang có cái số cân bị dư thừa đó sẽ rất là ước ao tham gia vào chương trình. Vì là trong thời gian 8 tuần mà các bạn có thể giảm được từ 15 tới 20 cân là một ước mơ rất lớn đối với những người đang béo phì và đang thừa cân. Sơn Lâm thì không cần phải nói nữa, em nhảy quá đẹp rồi. Anh nhìn thấy em nhảy mà anh muốn đi học nhảy luôn. Nói là anh thấy Sơn Lâm nhảy là anh muốn đi học nhảy. Sẵn đây tôi cũng khuyên luôn là thôi bỏ ý định đó đi. Mấy chục năm nay đã học không được, nhảy không được rồi, thì thôi giờ bỏ cái ý định đó đi, đừng học chi phí tiền. Sao vậy ta? Làm người ai có ước mơ? Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, còn cái thực hiện hay không thì người bên cạnh mình, hàng xóm mình vẫn có thể góp ý cho mình là bạn ơi, bạn nên trồng cây này, bởi vì cái đất này nó hợp với cây này hơn. Dạ. Bạn đừng có đem cái đất mà đất ruộng mà bạn trồng khoai lang, nó dễ bị sùng lắm. Có rất nhiều người bạn nên trồng rau muống thì hay hơn. Cũng có rất nhiều người trước đây đã từng khuyên Hưng thôi đừng đi hát, nhưng Hưng cũng bỏ ngoài tai, Hưng vẫn bước tới cái nơi mà Hưng đam mê nhất. Đó là ước mơ mình mong muốn, mình thấy nhảy hay quá, mình muốn được như vậy ngay lúc này thôi. Cái lời nói ước mơ mình bộc ra thôi cũng gặp khó khăn nữa là sao trời. Chắc là có có người quan tâm anh nên mới để ý câu nói của anh Đà Vĩnh Hưng. Bởi nhiều khi anh em mai mốt nha, Giang nha, hàng Hưng rồi con này nọ cũng vậy, có cái gì kêu anh góp ý là tôi góp ý nữa đâu. Vậy cái này là góp ý chứ không phải chê bai, hiểu không? Anh ơi, em đứng ngoài cuộc nói chuyện lúc nãy. Có phải ước mơ ngày bé của anh Trường Giang là lớn lên sẽ trở thành một siêu siêu mẫu không? Ngày xưa thì anh ước mơ nhiều, ước mơ làm người mẫu, ước mơ làm ca sĩ, ước mơ làm phi công. Anh chọn toàn những cái nghề khó không vậy? Vì ước mơ mà, đâu có tốn tiền, nên cứ ước mơ thôi. Và anh đã làm gì để theo đuổi ước mơ của mình? Để làm thinh chứ làm gì vậy? Nghĩ chắc chắn là không được, nghĩ sao tướng vậy lấy máy bay, cái chân có chút xíu mà làm sao mà làm người mẫu. Don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Don't you wanna...